Công an huyện Quỳ Châu và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An đồng chủ trì vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn. Đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ là Ngân Văn Pịt, sinh năm 1992, trú tại xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, cầm đầu. Pịt là đối tượng nghiện ma túy nặng, vừa chấp hành xong bản án 10 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình hoạt động phạm tội, đối tượng luôn thủ sẵn dao trong người và thường xuyên lẩn trốn trong khu vực rừng núi biên giới, nên công tác đấu tranh gặp rất nhiều khó khăn. Tăng vật thu giữ gồm 2.000 viên ma túy tổng hợp, một xe mô tô, một điện thoại di động, hai sao găm. Đấu tranh mở rộng chuyên án, cùng ngày khám xét tại chỗ ở của đối tượng. Ban chuyên án thu giữ thêm 6.000 viên ma túy tổng hợp và một số tăng vật liên quan.